Kính chào quý vị và các bạn. Mới ngày đầu của đợt nắng nóng mà ngay chiều tối qua tại núi Vũng Chua, Quy Nhơn, Bình Định đã xảy ra một vụ cháy rừng. Lửa bốc cháy dữ dội và đe dọa nhiều hộ dân sinh sống ở dưới sát chân núi. Rất may sau khoảng 2 đến 3 tiếng thì đám cháy đã được khống chế và dập tắt. Nguy cơ cháy rừng ở miền Trung và miền Bắc vẫn còn tăng cao bởi dự báo nắng nóng sẽ còn tiếp diễn ở hai khu vực này trong khoảng 2 đến 3 ngày tới. Ngay ngày mai, khắp khu vực miền Bắc cũng như từ Thanh Hóa xuống đến Phú Yên sẽ có mức nhiệt cao 35 đến 37 độ, một số nơi có thể trên 37 độ. Nắng nóng khiến cho lớp thực bì trong rừng trở nên khô nỏ, rất dễ bắt lửa. Theo Cục Kiểm Lâm, hiện có rất nhiều cánh rừng thuộc khu vực miền Bắc cũng như từ Thanh Hóa xuống đến Bình Thuận nằm trong vùng cảnh báo cháy rừng cấp 4 đến cấp 5, tức là cấp nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm. Hầu hết đều là rừng keo và rừng thông, rất dễ bắt lửa một khi cháy xảy ra, dễ cháy lớn và khó dập tắt. Vì vậy, bà con tuyệt đối không dùng lửa trong và gần rừng những ngày này. Với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, từ sáng đến đầu giờ chiều mai, thì hai khu vực này vẫn có nắng. Nhiệt độ các thành phố Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột không quá 30 độ, khá dễ chịu. Còn lại thành phố Hồ Chí Minh và các nơi khác ở Nam Bộ, nhiệt độ cao hơn 31 đến khoảng 33 độ. Sau khoảng 15 giờ, thì mây dông sẽ phát triển và gây mưa rào rải rác. Cục bộ sẽ có những điểm mưa lượng khá, kèm theo nguy cơ về tố lốc, sấm sét và gió giật mạnh. Khu vực trên biển, vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau Kiên Giang, gồm các quần đảo Thổ Chu, Phú Quốc, ra đến ngoài khơi khu vực huyện đảo Trường Sa, gió không quá mạnh khoảng cấp 3 đến cấp 5, nhưng cần lưu ý là mưa dông sẽ kèm theo gió giật và lốc xoáy. Với huyện đảo Hoàng Sa, ngày mai trời nắng, gió khoảng cấp 4 đến cấp 5, tầm nhìn xa trên 10 km. Và cuối bản tin là phần dự báo cho các thành phố Trung Bộ vào ngày mai.